Xin chào các bạn yêu Lan trên toàn thế giới nhé. Hôm nay lại quay lại cái chủ đề là mua Lan trên mạng và ăn hành, ăn quả lừa như thế nào. Cây này thì nếu mà nói bảo là tôi bị lừa thì không đúng, là bởi vì cây này là tôi đã mua từ năm kia rồi. Và lúc đấy là đã cảnh báo với mọi người rất nhiều về cái chuyện là họ bán lan ở trên mạng ấy. Họ cứ nói là cây này cây kia gieo hạt với các thứ đấy. Nhưng mà thực ra thì là toàn hàng lởm, hàng công nghiệp, xong rồi họ giả thôi. Họ rất khôn khéo ở chỗ là họ nói là cây này là cây gieo hạt. Thế thì cây gieo hạt thì nguyên tắc nó là hoa sổ số. Cho nên nếu các bạn mua về mà mua HO gieo hạt hay mua Phú Thọ gieo hạt hay là thậm chí Bảo Duy gieo hạt về mà nó sổ ra tím thì là chuyện rất bình thường, kể cả là cái cây gieo hạt xịn. Chính vì thế cho nên là họ cứ bảo là cây này là cây gieo hạt, thế là mọi người cứ mua tươi tới ra rất rẻ. Đấy, cứ thêm mua, một người mua, hai người mua thì giá mua nó rất rẻ, nhưng mà họ bán hàng vạn cây, hàng triệu cây thì họ thu lợi rất là lớn. Mà quan trọng là đến lúc ra sổ hoa thì nó sẽ không bao giờ đúng. Cái giò này thì năm ngoái cũng đã nở một lần rồi, tôi cũng đã quay rồi, quay kể cái giò to kìa đấy, nhưng mà hôm nay thì cái giò này nó nở lại. Thì cái giống này đặc điểm của nó là nó phát triển rất là khỏe. Đây này, các bạn nhìn này, mầm gốc này không hề kích, không kích một thứ nào luôn, để đấy tự nó lên như này. Đấy, cây lai nó khỏe như thế và nó ra hoa này, bông rất là to, hương thơm thì nói chung là nó là cái cây phi điệp thì nó thơm kiểu nó hơi hắc hắc ấy, nó không có phải là thơm như là địa lan hay là một số những cái dòng khác. Đấy, bông rất là to. Thì thực ra cái bông này nó chính là cây Hawaii tím. Nó là cái bông Hawaii tím nhé các bạn. Đấy, chứ không phải là cây gieo hạt năm cánh trắng gì các thứ đâu. Nhưng mà nhìn cái cookie nó nhỏ ấy, với lại cái mầm gốc của nó ấy, thì nó rất là trắng, cho nên là nó ví dụ nó có nhổ tách cái này ra nó bán lừa là cây này cây kia mà xanh sạch ấy, là rất là dễ lừa. Đấy, chính vì thế các bạn hết sức là lưu ý. Thì cách đây 2-3 năm thì tôi trong nhiều video tôi đã cảnh báo cái đấy, nhưng mà nói chung mọi người không có tin đâu, mọi người không có nghe, mọi người cứ lao vào mua. Thế tôi mới bảo thôi được rồi, đã thế thì tôi cũng mua mấy cây tôi về tôi trồng để tôi làm cái gọi là giáo cụ trực quan ấy, làm cái hình ảnh thực tế trải nghiệm để cho mọi người xem. Thì thôi bây giờ này, nếu như mà mình xác định là mình mua cái cây Hawaii về mình trồng ấy, mà nó ra cái bông như này thì cũng rất là đẹp, chứ không phải là không, nếu để chơi thì cũng là được rồi. Nhưng mọi người lại đi mua với cái tâm thế là bảo là cây năm cánh trắng Phú Thọ hay năm cánh trắng Hiển Oanh hay cây hồng Yên Thủy gieo hạt hay cây Bảo Duy gieo hạt, xong rồi mọi người mong là một ngày nào đó biết đâu nó trúng, biết đâu nó ấy, thì khẳng định luôn các bạn là không bao giờ có, cây là cây tào lao hết. Đấy, để chơi này thôi. Đấy. Đấy. Bông nó rất là to nhé, đặc điểm của những cái bông lai là bông rất là to, cánh to. Bông này còn chưa phải là to đấy, có những cái bông này thì chiều dài sải cánh hoa được khoảng độ 8 cm, nhưng mà có những cái bông khổng lồ nó được khoảng 12 cm, to lắm. Các bạn xem lại bộ mầm gốc này, tôi nhắc lại là mầm gốc này không hề kích, đấy, cứ thế là chơi thôi. Còn đây này, đây là cái giò năm ngoái nó đã nở tưng bừng. Đấy, như năm nay thì nó lại chưa nở các bạn ạ, mà cũng chả biết nó có nở không, thì tôi cứ treo ở đây thôi, cũng chả phân thuốc gì ghê lắm cả, cũng tưới nước vào thả cho tí Rinan chả nhả chậm ở trên này thôi. Đây nhé, nhân tiện nói về cây Hawaii thì cho các bạn xem, đây là một cái bông Hawaii này, nó nở ra mấy hôm nữa các bạn xem, nở ra ấy, nó sẽ giống như là cái bông Hawaii đoạn vừa xem ấy.
Đây là một cái bông hoa oai mà là hoa oai tím, tức là hoa bình thường. Nhưng mà cây này thì có hơi khác một chút là cây này là cây lá biên. Đấy, cây hoa oai lá biên. Cây này tôi được thầy Tám Ngọc trong Sài Gòn đấy, hội Lan Việt PUC tặng từ cách đây 3 năm rồi. Thầy đi Thái về thầy tặng cho một nhánh. Và bây giờ thì đấy, năm nay thì nó, năm ngoái nó cũng ra hai thân cũng có hoa rồi, năm nay thì cũng ra được hai thân. Và bây giờ thì cũng lại đang ra một mầm gốc bên này. Và bên này thì hai mầm gốc nữa. Đấy, đại khái vậy. Cái hàng lai này nó rất là khỏe. Rất là khỏe để mình có thể chơi. Đấy. Cũng có nhiều người thích chơi hàng lai lắm, bởi vì chơi hàng lai nó khỏe, bông nó to. Đấy. Nhưng nếu xác định ngay từ đầu là đi mua hàng lai về chơi thì nó khác. Còn nếu mà mua để hy vọng là mà nó là cây gieo hạt của cây đột biến năm cánh trắng trắng hoặc là hồng thì không có đâu. Đấy. Nhìn thế này thì cũng thấy rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp, rất yêu. Cây này thì nó ra hoa trong tâm thế là không, chưa rụng lá luôn. Mà cái hoa này là cũng là hoa hoàn toàn tự nhiên nhé. Tôi không hề kích một cái gì cả. Đấy, không hề kích gì. Cũng giống như là cây hào oai lá biên kia, cũng là hoàn toàn tự nhiên thôi. Nó tự nó ra thôi chứ còn cũng không có kích hoa. Thì những cái hàng mà công nghiệp ấy, hàng đài các thứ ấy, thì các bạn rất là dễ dàng mua được nó ở, mà mua là mua đúng chính danh ấy. Mua đúng chính danh là những cái cây như là cây chớp Mỹ này, hoặc là cây hoa oai này, rồi cây một số những cây khác, lan khác của hàng nhập từ Thái Lan về, thì các bạn mua ở trên Hoa Lan For You hoặc là Hoa Lan Market, rồi hoa sàn Hoa Lan, thì các bạn ở công ty của anh Bá Ninh ấy. Công ty trách nhiệm cho bạn Bá Ninh, anh bán rất là nhiều và giá cả phải chăng, mà là bán đúng là cây, là ví dụ như cây lai nọ cây lai kia là nói rõ ràng luôn, chứ không phải là giả làm cây gieo hạt hay gì cả. Nên các bạn có thể, nếu xác định là mua giống lai về để chơi cho nó khỏe, bông to khỏe, sai hoa mầm cũng to khỏe các thứ, thì các bạn có thể liên hệ mua trực tiếp ở trên kênh Hoa Lan For You, rồi Hoa Lan Market và sàn Hoa Lan của anh nhân viên của anh Trần Bá Ninh. Cảm ơn các bạn nha.